Đó, mình để mình vô chậu ngay chỗ này nè. Cái hốc hân nó thấp như thế này thì rất là ok ha. Rồi 200 rồi. Ôi, rồi nói luôn. Dạ rồi, hai cây bên em bao ship nha cả nhà ơi. Xin chào tạm biệt nha, ai thích thì alo em ha. Ôi, ơi, con sao mập quá đi. Bác chị ơi. Chú anh chị quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên Vườn Mai sẽ giới thiệu cho chúng ta một lô hàng cúc thọ hương. Và đặc biệt cúc thọ hương thì lâu lâu nó mới có một cái lô cành nhánh nó sum suê và nó đẹp như thế này. Sau đây xin mời chúng ta hãy cùng xem cây nha cả nhà. Đây, lô cúc thọ hương thì phải nói hàng như thế này nè. Trời ơi trời, con nè mọi người ơi. Lâu lâu nó mới có hàng cúc thọ hương đẹp như thế này nha. Đế cũ liền cốt 100%. Loại này đã vô dây chỉnh sổ, bây giờ đã tháo ra luôn rồi, nó theo chiều của mình luôn rồi nè cả nhà. Đó, nó giống như dáng long luôn nè ha. Và đặc biệt thọ hương thì nó nụ rất là thưa, nhưng mà lô này thì em phải nói là nụ rất là đạt. Đó, mọi người thấy không? Hàng liền cốt già mùa cho nên là hoa mai mốt hoa nó sẽ nở rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, lô này thì em có tầm khoảng 100 cây nữa là hết rồi cả nhà ơi. Ở đây thì em bán với giá là 300.000 một cây. Cái này một cây em vẫn bao ship cho chúng ta luôn. Như vậy cho dễ ha. Ai muốn lấy nhiều cây thì lấy một cây em vẫn bao ship cho chúng ta. Đó, còn có một số cây thì nó đang vô dây chỉnh sửa như thế này. Hàng cũng đã thuần cậu, chậu và liền cốt hết nha cả nhà. Đó, 300.000 một cây, bao ship cho chúng ta luôn. Rồi, ai thích lấy loại nào, ví dụ như loại vô dây hay là loại không vô dây thì mọi người cứ nói bên em sẽ lựa cho mình nha. Rồi, và tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng giả Thủ Đức chơi Tết. Trời ơi, lô này là phải nói là tuyệt vời nha mọi người. Trời ơi, củ đế của nó nè trời. Đây mọi người thấy ha, hàng liền cốt và củ đế nó rất là dữ luôn. Đây chiều cao thì tầm khoảng 50-60 và hàng này đã vô dây chỉnh sửa nha cả nhà. Đó, như thế này rất là tuyệt vời ha, cây tán thông luôn. Rồi lô này em bán với chúng ta là giá là 220 một cây. Hai cây thì bên em vẫn bao ship cho chúng ta nha. Đó, đây là hàng giả Thủ Đức nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục hàng bên đây. Bên đây sẽ là hàng... Ôi về bên đây đi, về bên đây đi, giả Thủ Đức lớn hơn nè cả nhà. Cái loại bên đây liền cốt lớn hơn nè. Em xin mời chúng ta hãy vào bên đây xem nha. Đây, lô này lớn hơn nè. Đó, uống dáng long hết nè. Trời ơi, coi nào mọi người nhìn nè. Đây, đó, cây đã ghê chưa. Đây, liền cốt hết nha. Và đây là ngón tay cái của em để cho cả nhà mình xem. Bởi vì cả nhà biết không, ở trong màn hình lúc nào nó cũng sẽ lớn hơn ở bên ngoài. Chứ vườn em á thì quay cái nào là gửi cái đó nha cả nhà. Bán thì luôn đặt uy tín lên hàng đầu cho nên là cả nhà yên tâm. Tuy nhiên cả nhà để ý phần cái thông số mà bên tụi em báo nha. Ở đây cây uống dáng long như thế này. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đó, lô này em bán thì 250 một cây. Nếu chúng ta lấy hai cây thì bên em bao ship. Nút nụ thì rất là ok nha cả nhà. Cây nào cây nấy rất là ok nha. Đây, uống dáng hết trơn luôn nè. Nó rất lùng liền. Và đặc biệt lô này cái thoát thân của nó rất là thấp nha. Hốc thân của nó thấp lắm. Đó, mình để mình vô chậu ngay chỗ này nè. Cái hốc thân nó thấp như thế này thì rất là ok ha. Rồi 200 đó. Ôi, ơi. Ôi sao. Rồi nói luôn. Dạ rồi, hai cây bên em bao ship nha cả nhà ơi. Xin chào tạm biệt nha, ai thích thì alo em ha. Ôi, ơi, con sao mập quá đi. Bác chị ơi.